Một anh từ Hậu Giang, một anh từ Đồng Tháp. Ô, con này lại đến trước rồi. Mua một con lợn mán. Một con lợn mán. Một con lợn mán mà. Phần thưởng là khá cao đấy. Đi coi đang trêu. Đi coi đang trêu. Nếu mà chó mà cắn lại, chơi lại, bỏ vị trí là sẽ bị trừ điểm. Rồi, chờ một tí, chờ máy móc chuẩn bị sẵn sàng đã. Buổi chiều nay chúng tôi có một cái trò chơi giữa các anh em học viên và những cái chú chó học viên ở đây, là sẽ có một cái cuộc đua chó. Nào, chờ nhá. Chó nào chạy đến người huấn luyện viên trước. Trên hình ảnh chúng tôi là hai chú chó Malinois đang được từ từ. Trọng tài sẽ là Ngô Văn Quốc. Chú chó nào chạy đến chủ trước. Ok. Đẹp rồi. Rồi. Anh Lành là đã chiến thắng ở phần thi này. Rất là vui. Anh em sẽ thi 3 lần, tính điểm 3 lần. Lần đầu tiên của chúng ta là anh Lành. Đây này, anh Lành đây. Cũng là một học viên đang học huấn luyện chó tại Silver Arrow. Còn một anh nữa là anh Bình, đến từ Đồng Tháp. Hai anh này đều đến từ miền Tây. Một anh từ Hậu Giang, một anh từ Đồng Tháp. Ô, con này lại đến trước rồi. Ok, rồi. Anh Lành chiến thắng rồi. Cả hai con đều đến cho anh Lành ăn rồi. Đây là những chú chó còn non nhé. Những chú chó còn non nên sẽ phải sử dụng mồi. Luật chơi anh em đặt ra là miễn là chú chó nào mà chạy đến chủ trước là sẽ thắng. Chúng ta vừa được chứng kiến một cái cuộc thi rất là vui vẻ của các anh em tại trại Silver Row. Thì sẽ nhờ Ngô Văn Quốc là vừa trọng tài vừa là chủ sân thì sẽ chia sẻ cho anh em cái nội dung thi đấu vừa rồi là gì nhỉ? Dạ vâng, chào anh cùng toàn thể khán giả kênh Nhâm Tuất nhé. Hôm nay bọn em có những cái cuộc thi nói chung là phần nhỏ nhỏ trong huấn luyện thôi giữa hai bạn học viên của bên em. Đây là Lành và đây là anh Bình. Thì là một cuộc thi chỉ là gọi cho con chó nào quay lại về nhanh nhất thì sẽ là con chó chiến thắng rồi. Và cuộc thi này bọn em cũng đặt ra một cái tiêu chí một chút là ai thua thì phải mua một con lợn mán. Một con lợn mán. Một con lợn mán mà. Phần thưởng là khá cao đấy. Phần thưởng này là cao do là hai anh em này gánh nhau nhiều quá anh ạ. Đấy, chứ bình thường là chỉ có nước ngọt thôi hoặc là nước mía thôi. Nhưng mà hôm nay là hai anh em này gánh nhau căng quá. Thành ra là phần thưởng nó to hơn. Sự chuẩn bị của hai anh em và hai chú chó là trong vòng diễn ra bao nhiêu lâu? Cái này trong quá trình huấn luyện rồi anh ạ. Còn khi mà hai anh em mà cảm thấy mà có cái vấn đề gì huấn luyện mà hai anh em mà không hợp nhau với anh, có nghĩa là con này gọi lại sẽ nhanh hơn, con này gọi lại nhanh hơn thì nó coi chung là nó lại thành một cái cuộc thi. Bây giờ gọi là cuộc thi nhỏ nhỏ và đúng không? Cuộc thi nhỏ nhỏ đó là một phần của trong huấn luyện thôi, là bài gọi lại thôi. Ok. Vâng. Xin giới thiệu với mọi người là đây là anh Bình, là đang là đội Đồng Tháp. Đấy, đội Đồng Tháp. Vâng. Và anh Lành là đội Hậu Giang. Vâng. Đấy, hai anh đều đến từ miền Tây Nam Bộ. Chuẩn bị khâu chuẩn bị cúp kia nhà. Đây là người chiến thắng. Người chiến thắng đây. Đấy, trao cúp đi. Đoàn hoàng. Anh em trao cúp cho người chiến thắng. Đấy. Cúp vàng, có đoàn hoàng. Đến Lành và Lucky đến từ Hậu Giang. Đấy. Chúc mừng em. Đấy. Còn đây là đội giải nhì và phần thưởng là mất một con lợn. Mất một con lợn. Đấy. Chúc mừng anh. Rồi, chúc mừng anh đã mất con lợn. Thôi để tháng sau lại phục thù đúng không? Tháng sau mình lại phục thù ở một cái chương trình huấn luyện tiếp theo. Tháng sau em sẽ cho một cái giải nào đấy gọi là một bài thi nào đấy. Ok. Để cho anh em có động lực
Lợn mán thì xin chia sẻ với anh em là lợn mán là mua một cái con để mà nuôi ở trong trang trại này hay là mua một con để mà mình liên hoan luôn? Mua một con về thịt luôn anh. Ôi chết dở thế, vâng. Ngày mai anh về là không kịp ăn rồi. Không, ngay ngày mai luôn. Ngày mai thì không kịp, thôi có gì thì để tháng sau đi. Đâu, mai 4 giờ anh mới bay mà. Rồi, ok. Vẫn còn kịp à? Vẫn kịp. Okay, chiều mai luôn. Rồi, xin cảm ơn anh em. Một cái chương trình rất là vui. Đây bây giờ là khoảng tầm 5 giờ chiều thì sau cái chương trình vui vẻ của anh em này thì mình và Ngô Văn Quốc sẽ tiếp tục quay thêm những cái chương trình về huấn luyện Cody. Vâng. Cody thì chiều nay chúng ta sẽ huấn luyện về PSA đúng không? Vâng, em sẽ tập một bài của trong đánh cắn của PSA. Ok, vâng. Thì bây giờ hai anh em học viên là cất chó đi để bọn mình sẽ chuẩn bị quay chương trình là chó đánh cắn PSA. Và sau một cái phần thi vui vẻ giữa anh em học viên thì bây giờ đến phần tập của Ngô Văn Quốc và Cody. Phần tập PSA của anh em trong chiều nay. Bây giờ hiện tại là Sài Gòn khoảng tầm 5 giờ rưỡi rồi. Thì anh em mới bắt đầu tập. Thời tiết Sài Gòn thì rất là nóng, buổi trưa rất là nắng nóng. Thời tiết nắng nóng kéo dài đến tầm khoảng tầm 4 giờ chiều. Xin mời anh em cùng theo dõi. Đây là phần tập của Cody Ngô Văn Quốc. Những cái bài tập mà liên quan đến PSA. Theo như Ngô Văn Quốc chia sẻ thì cũng khá lâu rồi mới tập lại bài này. Huấn luyện viên đứng, chó vẫn phải ở trong cái vòng này nhá, không di chuyển. Rất tốt. Trong những cái bài tập luyện như thế này thì Ngô Văn Quốc sẽ đeo dọa mõm cho cô đi. Đây, bây giờ tháo dọa mõm. Đến bây giờ thì sẽ tháo dọa mõm. Bài thi PSA thì đoạn đầu tiên sẽ đeo dọa mõm. Cô đi nó rất là máu tập. Đây, có rất nhiều anh em học viên đang hỗ trợ ở phía ngoài. Nhanh. Quốc vừa chạy qua đây bảo là căng. Tức là chú chó Cody đang rất là căng. Malinois, nhất là những cái chú chó mà đã được ăn tập này rồi thì rất nhiều sức lực, anh em gọi là căng, thần kinh lúc nào cũng căng. Đây, anh em học viên đang ném những cái đồ chơi. Ở trong phần thi đấu, trong các bài thi đấu học viết đây đấy, thì luôn luôn có những người mà sẽ hỗ trợ ném những cái bóng này ra để mà cản trở để mà tập luyện được cái môn PSA này thì đòi hỏi anh em phải có một cái sân tập riêng. Ngoài ra là cần phải có sự hỗ trợ của một vài các anh em thân quen. Ở trong sân thi đấu, chỗ Ngô Văn Quốc đứng đây, thì mình cũng sẽ trò chuyện để cho anh em hiểu hơn nhé. Đấy, sẽ có rất nhiều đồ chơi quẳng trước mặt của cô đi. Nếu mà chó mà không nghe lời chạy đến đồ chơi mà gặm đồ chơi là sẽ bị trừ điểm hoặc bị loại ngay. Rất tốt. Như anh em được biết, chó Malinois, nhất là những chú chó được huấn luyện này thì rất thích đồ chơi, rất thích bóng. Sẽ có một decoy ngồi trên sân. Mục tiêu đấy. Nằm ngay cạnh quả bóng thôi nào. Rất tốt, rất là lâu rồi mới tập mà rất tốt. Anh em hỗ trợ sẽ đi lại trên sân. Đấy, anh em nhìn thấy không? Rất nhiều bóng. Rất nhiều bóng. Đấy. Yêu cầu chó sẽ phải nằm trước decoy, nằm trước con mồi. Anh em có biết cái ý nghĩa của cái tấm
tấm tấm mà cô đi đang nằm không? Tiêm tấm ngựa tấm ni lông gây tiếng động sột soạt. Đi lên đấy để gây tiếng động sột soạt. Đi con đang trêu. Đi con đang trêu. Nếu mà chó mà cắn lại, chơi lại, bỏ vị trí là sẽ bị trừ điểm. Ồ, rất là tốt. Cô đi đang bị trêu. Đây là em Kiệt, cũng là một học viên tại Sibro. Học viên và cũng là huấn luyện viên dạy chó luôn. Rất tốt. Lâu rồi mới tập lại bài này, nhưng mà cô đi rất tốt. Ok. Đấy. Nó tưởng được chơi với cả decoy. Nó tưởng được chơi với decoy, nhưng mà chỉ cần hô một cái là thôi. Để chơi bóng, anh em nhìn đâu. Anh em có thể nhìn thấy là chó nó thích đồ chơi không? Anh em nhìn thấy này. Ui rồi. Đấy, anh em nhìn thấy không? Nó rất thích cắn, rất thích đồ chơi. Thế mà cái quãng đường lúc nãy là hoàn toàn là phải ngó lơ đi. Hoàn toàn là không được quan tâm đến đồ chơi. Đấy, đi tìm đồ chơi để cắn. Với chó Malinois, với cả những cái chú chó mà được huấn luyện thì nó rất thích bóng, rất thích bóng. Đấy, theo lệnh phải bỏ ra ngay. Có lệnh phải nhả ra ngay lập tức. Vì nó vừa được chơi mà, vừa được thưởng. Bây giờ lại bắt đầu vào bài tập. Đấy, ok, được chơi. Lệnh thế là lệnh chơi. Anh em vừa theo dõi cái phần bài tập vâng lời. Rồi. Bây giờ sẽ là bài tập cắn nhá. Trong buổi chiều nay thì bọn mình cũng sẽ quay cho anh em xem giải trí, xem cho biết nhá. Một lần nữa mình cũng thông báo anh em đây là những phần tập luyện của những huấn luyện viên chuyên nghiệp, sân bãi riêng biệt, không có người lạ vào. Đây là những anh em học viên, kể cả mình cũng phải giữ một khoảng cách rất xa. Anh em không có kinh nghiệm thì không được tập luyện ở nhà nhé. Đấy. Còn cảnh cái đoạn này là đoạn của Silver đâu. Khi mà Cody nó được lệnh nằm, nó phải nằm im, không rời bỏ vị trí. Không rời bỏ vị trí nhá. Anh Old Quốc đang xem lại một số các cái tình huống trên mạng đây thì anh em mình có thể triển khai quay. Old Quốc đang hướng dẫn anh em. Ở trong sân thi đấu này thì có một em Kiệt là có cái kỹ năng. Đây em Kiệt đây. Em Kiệt cũng đến từ miền Tây Nam Bộ, em Kiệt đến từ Cà Mau là cũng có kỹ năng về decoy, về handler. Còn mấy anh em kia là gần như là những trang giấy trắng hết. Anh Bình ở đây thì là đến từ Đồng Tháp này. Đấy. Mấy anh em đều đến từ miền Tây Nam Bộ. Trong đó thì sẽ có một anh em, một cậu em, cậu Tuấn đang đội mũ ở đây, đến từ Nha Trang, Khánh Hòa. Tuấn cũng là một trang giấy trắng luôn. Đây, Tuấn đây. Anh em là tập luyện các tình huống. 5 tình huống. Và đây là cái tình huống ngẫu nhiên. Chú cứ nói đi anh đưa mic này. Đây là cái tình huống ngẫu nhiên trong 5 bài đấy. Khi mà ra thi thì giám khảo người ta sẽ chọn ngẫu nhiên một trong 5 bài. Và mình phải làm cái bài thi đấy. Okay. Làm bài thi đấy thì hôm nay em sẽ chọn cái bài thi là cắn bảo vệ. Thì là bảo vệ là cắn 2 mục tiêu, bảo vệ chủ. Ok. Và trong này sẽ có một bạn học viên là trang giấy trắng ấy đúng không? Vâng, trang giấy trắng chưa bao giờ cho chó cắn bao giờ. Ok ok. Rồi anh em triển khai đi. Bật ra nào em. Thấy mình hỗ trợ Tuấn một chút đi em cả. Rồi, Tuấn nha, cho cắn xong em kéo nó. Chiên nó. Cái cây. Ra anh ơi.
Cô đi vẫn còn đang nằm im, đang rất muốn làm việc rồi. Anh em thì đang bàn phương án, đang bàn bài tập. Đây là một bài tập rất là mới. Đấy, như Ngô Văn Quốc vừa chia sẻ rồi, thì những cái bài tập này thì sẽ có 5 bài tập ngẫu nhiên. Giám khảo sẽ bắt ngẫu nhiên. Những cái này thì không liên quan gì đến chó mèo cả, nhưng mà đây là cái kỷ niệm của anh em. Quay lại, về mình dựng lại video ở Hà Nội cho anh em xem.